Hello, welcome to my channel Gameplay Adventure. Đây là cái trò Hungry Shark, trò đầu tiên. Ok, đây là giao diện của trò chơi. Mình có unlock được mấy con cá mới. Quá, toàn quá khổng lồ. Úi dồi, con cá này nhìn kinh dị vậy. Úi dồi, nhìn đẹp vậy, giáp ăn luôn. Ôi, mình chơi con này đi. Con răng cưa này, ui, nhìn này, xịn trò. Đây vào chế độ nào đây? Hôm trước mình xem trên mạng có chế độ đánh nhau với quái vật không? Đâu rồi? Đánh nhau con bạch tuộc to lắm rồi. Ở lệch không? Quá xịn sò. Chẳng hiểu. Con cá mập này của mình là cái loại cá mập răng cưa luôn. Nó như kiểu là một loài cá mà thí nghiệm này. Chắc là kiểu như cái vị tiến sĩ nào nghiên cứu ra cái loài này đấy. Mẹ khoác trên mình trang phục, trang phục này nhìn như siêu nhân, ông phải như ngoài người ngoài hành tinh. Đẹp dã man quá. Hình như là nó phát sáng trong bóng tối sao nhỉ? Ồ, như phát sáng á. Wow. Cá sẽ ngoài lên bờ nào. Mấy con cá mập nhỏ nhỏ này làm ra nào vậy? Mình khoác trên cái trang phục này không ai dám động đến. Nó bay lên nào. Đúng là kiểu người ngoài kinh đến. Quá đẹp quá. Càng nhìn càng cái phê. Một con cá voi à, ok, mình đang lượn rồi. Cá mập bay lên trời luôn. Hungry Shark với bộ skin cực kỳ mới. Mình sẽ nâng sang cho Pomatter. Xịn sò các em. Người được chọn, người được mình gửi đặt niềm tin, đó chính là thần bài. Ôi anh, quá đèn chế độ bán lèn. Ai ô, ném cái đồ chơi mà giật kinh thế nhỉ. Sau đây mình sẽ cho một cái lá bài khác, lá bài mắt xích đam cực to. Ôi dồi, mặc dù không ném trúng đâu mà sát thương rất là khủng khiếp. Ui chết rồi, gần chết rồi, tỉnh lại thế. 20-21 mình mới ném 24. Ok, mình chưa thể kết liễu được. Ui đỏ quá trượng. Nhí mà trúng chắc là về trâu. Ui trời, mãi đen thế. Thôi xong rồi. Quả này xong rồi. Không còn tí tí máu nào rồi. Xem đối thủ kết liễu mình như nào đây. Ôi KO. Đơn giản đấy.
Ok, đó chính là cái trò Bowmaster. Mình sẽ sang cái trò khác. Rồi, mình sang cái trò Powmaster. Đảm bảo. Ồ, cái quãng mình đã được khá là ngắn rồi. Ngắn quá. Hình như là những cái chòe, cái chùy của mình chưa nâng cấp hay sao để đánh kém bác trưởng. Để xem nào. Bao thêm cái hiệu ứng này. Ok. Ui, tăng tốc lên. Ôi, thì chân tăng cấp vật mẹ bánh xa bánh. Đó chính là chỗ Paul Matter. Mình sang cái chỗ khác. Rồi, Angry Bird. Vào game khá là nhanh. Chơi luôn đi. Để màn bao nhiêu à? Màn tôi đám. Mình cứ zoom lên. Ok, mình kinh. Chơi cho anh bớt là toàn zoom. Khoảng cách khá là xa. Nổ. Ok chưa? 3 sao. Nào, mình sẽ đến màn thứ 9. Play. Ôi, khoảng cách xa thế. Xa này bắn được không? Đấy chính là... Ui, phải có lượng. Tôi chết rồi. Lỡ tay. Đây. Dùng cái con chim đỏ này. Ô, chim mình đâu hết rồi. Ôi, hết rồi. Okay, mình sang chỗ khác. Còn đây chính là cái trò Red Ball 3. À, đây chính là giao diện của game và đây chính là màn 9. Ui. Mình mới đến cái màn này thôi. Và chưa thể đi được xa bởi vì cái trò này cũng tương đối là khó chơi. Thank you.
Rồi, đi trước đón đầu và chặn trước thôi. Đấy, phải chặn trước như thế. Sang màn thứ 10. Ô, cái màn này mới khó, ra màn không đạt này. Chết thật, trong cái phiên bản cũ kim tự tháp nhìn đẹp lắm mà vẫn xem phiên bản này xấu thế. Ông nào làm không biết. Ôi mừng vãi trưởng, cái đoạn khó nhất thì qua rồi. Ôi. Ai mình phải đi vào trong giữa kim tự tháp này. Và mình phải đẩy cái viên bi này xuống để cho nó mở khóa lên trên này. Ai da, rất là khó luôn. Nhưng mà mình đã qua được ngay bởi vì mình có đẳng cấp chơi game thế giới mà. Đẳng cấp thế giới luôn. Tội clip là không ai xem. Cái đoạn này khó nhất rồi. What? Trò Red Ball. Red Ball. Rồi mình sẽ sang cái trò tiếp theo, đó trò Pixel Gun 3D. Ok, đã vào rồi đây. Run đường này. Đó là chế độ run đường map này. Tắt bộ cái nhạc thì đỡ được tải. Rồi, đây chính là giao diện của trò chơi. Bắn không phải. Đi kia kìa. Đâu rồi? Những ai mà trên đầu có dòng chữ màu đỏ chính là kẻ địch. Và nhiệm vụ của mình là tỉa luôn. Không thì thường ai à, nhặt được viên đạn này. Rồi. Không ai. À đây. Bắn. À. Đây. Đâu hàng hỏi đâu rồi, không còn ai nữa. Bắn. Ồ, mình đã hạ gục cái cưng. Đây. Ủa, tính nhé. Ủa, cái tay này nó cũng truy sát mình rồi. Chuẩn thôi. Cứu. Wow, xuất sắc. Ủa, đây có một tay nữa. Ôi, mừng vãi trưởng luôn. Ôi,
Ôi xong rồi. Mình sẽ sang cái trò Mario. Ok, đây chính là giao diện của Mario. Năm Ôi mừng vãi. Tuy không ăn được đường nào nhưng mà mình vẫn còn bảo toàn được tính mạng luôn. Thật tuyệt vời. Màn này kinh dị vậy. Màn này như vậy khá khổng hơn đấy. Chết rồi, mình không sập được vào cái mắt xích thì không nhảy lên được rồi. Đây màn 10, màn cuối cùng này. What? Mày vừa mới xuống chết rồi. Ui rồi. Mấy cái ống nước màu đỏ này đẹp đấy, tôi rất thích ống nước màu đỏ. Chính là Mario. Mình sẽ xem cái trò Sonic Dash. Wow. Ui dồi, tưởng là được thưởng nhân vật nào chứ. Lại sự kiện này. Oh, tí nữa một tí nữa. Oh. Yeah. Wow. Mình đã unlock được một nhân vật mới. Thật là kinh. Thì là có cái chỉ số gì đặc biệt không? Ồ, mình đã unlock được 4 nhân vật rồi. Mình sẽ test luôn nhé. Tuyệt vời luôn đấy. Mình cảm nhận là cái nhân vật này bước chạy cũng rất là xịn sò luôn. Cái trang phục đẹp quá. Hình như cái cô nàng này là một cô nàng có giới tính là nữ. Rồi. Chứ nhìn này chắc chắn không phải là nam rồi. Không thể là nam được mình nhìn đâu. Wow. Thank you.
có kim nào phát ra từ cơ thể không? Bên Sonic Dash này không giống bên Sonic Bomb đâu. Sonic Boom nó còn có thêm mấy cái hiệu ứng rồi. Mỗi nhân vật có thêm một vài hiệu ứng rồi. Bắn trưởng các kiểu hoành tráng. Nhưng bên này không có. Bên này đánh ngậm ngùi mà đi thôi. Ngậm ngùi mà chạy thôi. Wow. Xoe rồi. Okay, mình sang cho khác nha. Sang Subway Surfer. Okay, đây chính là giao diện của trò chơi. Mình vào phát được ngay một cái hộp, không biết cái gì. Mở quá nào. Nè, khả năng đây phần thưởng là ngay. Ui, được một cái mũ. Được một bình sơn. Một cái ván trượt. Thế rồi sao? Mở quá nhiều đấy. Có cái gì mà. Ôi thôi. Kém chơi đi, mở quá nhiều. Wow. Bắn trường. Mình sẽ cố gắng ngồi mở hút cái này xem có gì không. Rồi. Ôi, lắm nhân vật mới thế nhỏ. Mô luôn này. Nhân vật 2 luôn. Mình đang làm sư sở nào đây, toàn nhân vật mới này lạ hoắc lạ hư. Còn cô gì đây, chọn anh cô nàng này đi. Let's go. Đây là một cô gái rất là cá tính. Khoác trên mình một cái bộ trang phục khá là lòe loẹt, đội thành cái mũ lưỡi chai thôi. Tóc lại còn nhuộm. Đã cười quả ván trượt này như mảnh tráng vai. Xịn sò. Đúng đây kiểu Ricky rồi. Ôi trời ơi. Đẹp nhất cái quả ván trượt này luôn. Cái kết hợp cái trọng phục cũng chả nhìn. Chất vậy. Đậm chất Ricky. Mình phải tìm thêm mấy bông hoa màu hồng kia để mở khóa nhá. Mở khóa tiếp để mở à, để ăn, để thu thập nó, để mở khóa nhân vật tiếp theo. Nhưng mà hôm nay mở quá nhiều rồi. Hôm nay mở khóa thêm 3 nhân vật mới. Chết rồi. Sẽ sang cho Miraculous Lady. Ui vào nguyên nhanh quá trời. Mình đã đến màn thứ 16. Hôm trước có mở khóa cái cô nàng đây. À đây cô nàng ong. Mình sẽ mở chơi cô nàng ong này. Let's go. Đó, ong luôn này. Úi cái bộ trang phục ong. Quá xịn trò.
Rồi, kéo xuống cho mọi người nhìn đấy. Tận mặt luôn nhá. Yeah, hình như là chiến thắng rồi đấy. Mình sẽ đăng cái màn 17 nhá. Màn 16. Lại tiếp tục chọn cô nàng là ong. Mình không xem phim này nên mình không có hiểu rõ lắm, nhưng mà chắc chắn đây là cô nàng ong. Ơ đúng, ong thật đi. Cứ biểu tượng ong ấy. Hình như em có điều gì muốn nói, cứ đi chậm vậy thôi. Ui, hình như cái background trong này nó thay đổi rồi. Cái giao diện trong này khá là khác những cái màn ngày xưa mình chơi. Mấy hôm trước chơi cái giao diện là số mù. Này đẹp phải. Đến màn 17 nhá. Sang màn 17 luôn đi. Tiếp tục là cô nàng ong. Ong đâu? Ong đâu? Ui đây, ong này, cô nàng ong. Let's go. Ôi giời. Hình như ngôi trường của chúng ta đang bị những con robot này nó chiếm. Nó phủ sóng khắp nơi, mọi ngõ ngách trong này rồi. Ngay cả cái toilet nó cũng phủ sóng mất rồi. Không sao, mình là siêu nhân ong mà. Các cái phim này là cái phim chuyên về siêu nhân bọ cánh cứng, bọ rùa các kiểu. Mấy cái pha nhào lộn trong mắt quá. Mình sang trò chơi khác trong mắt quá. Sang trò Oddbot Tuberan này. Rồi, đây chính là sở thích của game. Lần này mình sẽ chọn cái nhân vật này. Đây là một nhân vật khoác trên mình bộ trang phục màu xanh, trên đầu cắm hai cái sừng. Có chạy có vài bước chân mà lại được thông báo là bạn đã đạt đỉnh kỷ lục mà. Ôi trời ơi, mất thằng nào chơi chỉ cái máy này mà chơi kém thế. Chạy 3 bước chân thông báo đạt đỉnh kỷ lục. Cùi bắp. Đây là một pha biến hình ạ. Biến hình. Biến hình cũng rất xịn sò. Biến hình thành chơi hẳn một cái hình ô tô kem luôn. Mình bị chìm xuống nước rồi. Mình sẽ chơi sang trò chơi nơi khác nhá. Nãy có mấy trò như kiểu là kích cho bật đi thì chưa chơi nào. Rồi. Hello buddy. So, what do you want to do? You might want to put that back. Mình rất thích chơi với con buddy này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng vòi nước. Vòi nước đó. Yeah.
Rồi, mình sẽ sử dụng cái gì đây? Money well spent. Cái hóa chất này. Cho này cái kết nối mạng cơ. You can hardly see my scars anymore. Good choice. Use that every time. Sang bên này. Excellent choice. No. Đây là mấy quả trứng của khủng long. Don't get my box wet. Mình sẽ nuôi cấy trong này, trong cái khuôn căn phòng của Birdie. Get off me, Freddy! Incisions. Wow, mấy quả trứng này nổ luôn này. My chihuahua. Đây là mấy con khủng long tí hon này. Còn mấy con người cắn cái nhóm. Mình sẽ bắt được nó. My world. You're killing me. Oh, this is a slice of life. I don't like sharp things. Choppity, choppity, chop, chop. I think I need a transfusion. Đây là mấy cái trường lực này. Bốn ngón nhá. Ôi kinh không. Ồ cái này giải trí rất là quái luôn đấy. Giải trí rất thích luôn, phê vai. Mình đã giải trí xong với chó King Jeopardy, mình đi sang chó khác. Đó chính là trò cuộc phiêu lưu của chú mèo. Đây chính là giao diện của trò chơi đây. Chết rồi, hình như trò này lại update rồi phải. Úi. Mình đi với đường khác. Đây là những thứ mà chú mèo chúng ta cần phải mang đi nè. Để hoàn thành chuyến phiêu lưu. Ok. Ôi. Phiêu lưu thôi, đi phiêu lưu thôi. Adventure thôi. Đây là ngoan. Chú mèo đã gặp một con lợn. Quá chút bẩn hết luôn. Tắm nhanh đi nhỉ. Tiếp tục chuyến phiêu lưu. Tưởng là lại chơi lại. Vậy cho anh đi qua rồi. Chú mèo đã ra thị trấn rồi. Ô, như vậy. Tôi đã đi phiêu lưu tiếp. Vậy tìm theo cái bản đồ để biết cả cái gì luôn. Ông ngờ ngáo ngơ, không biết đường. Ôi. Mèo chúng ta hiện tại không biết đường. Dạ, thế mà cũng được à?
được thưởng này. Đói rồi. Ok, mình sẽ cho mèo ăn. Úi dồi, rất nhiều đồ ăn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn. Ăn hết thì mới mua. Rất nhiều đồ ăn từ màn trước đến màn sau. Ok chưa? Rồi. Đó chính là trò chú mèo Flu. Mình sẽ sang trò khác. Đó là chính là cái trò Rider Ninja. Rider Ninja. Let go, let go, let go. Nhạc nổi rồi. Ôi đời, có mấy tên khác. Em đâu có thường. Con lợn này nó chém, nào, đứa nào vậy? Quẹt tôi. Ôi. Ôi, mình gặp tai nạn không may rồi. Mình sang cái trò leo đồi. Ok, let's go. Hôm nay mình đã ngồi khoảng gần 40 phút để quay khoảng 16 tựa game. Rất mong là các bạn có thể like và share clip của mình. Nếu mà clip đó mang lại sự thú vị dành cho mọi người. Thank you, cảm ơn rất nhiều nha. Lần gần nhất mình chơi trò này là mình đã đến được cái màn mùa đông. Sau đó mình lại vòng lại một lần nữa, chơi mùa thu xong rồi lại đến mùa đông tiếp. Đó một cái lần đạt kỷ lục điểm của mình. Còn chính xác là mùa đông rồi. Mùa đông ở đây hiện tại nó không lạnh một tí nào cả. Mùa thu thì có lá rơi, lá của mùa đông lại có tuyết rơi, đầy vườn. Cái màn này kiểu như là wow, chúng ta đã hoàn thành xong cái năm đầu tiên. Mình vừa được thưởng một tràng pháo hoa ấy. Nhưng mà mình tin là với cái con xe này của mình rất là nhiều năm nữa. Year 1, người, year 2, year 3, year 4, year 5.
nhưng mà khả năng không ổn, bởi vì càng về sau mình nghĩ chắc là chướng ngại vật càng nhiều nó khó hơn. Ok, mình sẽ dừng chân đây để sang cái trò khác. Mình sang cái trò cuối cùng, đó chính là trò Tiny Loop. Trò này phải mở nhạc lên. Let's go, let's go. What the hell, không vừa thử chứ. Mình chơi xong trò này mình đi ăn cơm, mình đói quá. Hôm nay ngồi ngồi buổi sáng rồi. Yeah. Đó là tất cả những trò chơi mình có ngày hôm nay. Goodbye. Mọi người like và share ủng hộ clip của mình.